chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên. Bên cạnh em, chị Hoàng Dung. Vâng, tiếp tục lại đồng hành với lại anh chị em ngày hôm nay thì là em với lại Đồng Thiệp là sẽ có những cái mặt hàng hiện tại đang có mặt tại 52 chùa Hà, cầu Giấy, Hà Nội. Anh em đang có nhu cầu thì mua những cái dòng SH mọi người nhá, SH1, dạ. SH nhập, SH Việt, vâng. Và những dòng đồ cổ ví dụ như là 81, xe Dream. Dạ. Anh em cứ comment ở đây để vâng. Chị em sẽ đi qua một vòng cho anh em nhìn và cảm nhận những chiếc xe đang có mặt tại nhà em luôn. Vì nó rất nhiều các bác ạ. Đây các bác có thể nhìn một Trường Giang Đại Hải luôn, các bác thấy SH đúng không ạ? Rất nhiều, đủ các mẫu mã SH và đủ các màu cũng như các biển nhá. Để một buổi live bên Hoàng Kiên em dắt ra thì cũng nói thật với các bác được hai hàng này thôi, nhưng mà nó còn nhiều loại nữa nên thành ra không thể lên được nhiều. Thì mong các anh em chia sẻ để những sản phẩm SH các anh em thấy đúng không ạ? Đây, cháu quay một vòng những chiếc SH to hay những chiếc SH nhập cùng những chiếc SH1. Đấy, các bác nhìn rất nhiều biển nhá. Và phía bên này những chiếc 82 cổ, 81 cổ hay là Dream. Đấy, các bác nhìn những cái phân khúc Dream mười mấy triệu hay là hai mấy triệu máy Dream đều có để phục vụ tất cả những anh em đang quan tâm đến những dòng Dream huyền thoại. Đấy, chính xác là những chiếc Dream huyền thoại 81 hay là Simpson đều đầy đủ hết. Đấy. Anh em có mặt trên buổi live có thể chia sẻ giúp hai XI 135 màu trắng 13 triệu được không chị ơi? 14 triệu 500 em vẫn nhớ mang máng đúng không? Thật sự là giá live nó cũng đã rất mỏng rồi. Hàng máy Dream đẹp anh nhá. Anh em cố gắng cân đối giúp em tại vì là những cái dòng xe mà bên em đã được like mà đã giá là cân đối là tốt nhất có thể cho anh em rồi. Có thì bên em có ra lọc cho anh em một xíu lấy may mọi người nhá. Nên anh em cố gắng hoan hỉ giúp em. Ngày nay là ngày 1 tháng 7. Đấy, chúc tất cả các tình yêu đang xem live stream bên xe máy Hoàng Kiên một tháng mới luôn sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Cứ cuối tháng làm sao mỗi anh em bỏ tầm khoảng đôi tỷ ở trong két là được rồi. Vâng, cảm ơn anh em rất là nhiều. Mong anh em chia sẻ để những sản phẩm này có thể được nhiều khách hàng biết hơn, đúng không ạ? Những sản phẩm em nghĩ rất phù hợp, có thể em lên sóng lần lượt chưa lên tất được. Thì anh em cần nhu cầu những sản phẩm nào có thể lên đây báo, em sẽ dắt ra ngoài đảm bảo âm thanh ánh sáng tốt hơn để tường thuật chi tiết từng xe một cho tất cả những anh em đang có nhu cầu, đúng không ạ? Vâng. Đây, mời các anh em ra ngoài sân khấu chính để chúng ta đi đến những cái mẫu xe xuất hiện trong buổi sáng, một buổi sáng đầu tháng 7 anh em đang có quan tâm, đúng không ạ? Rồi. Đấy, rất là nhiều anh em đang xem, ok ổn, vâng, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Anh em đang có nhu cầu những cái dòng xe gì mọi người có thể comment ở đây mọi người nhá. Rất là nhiều những dòng SH mọi người thấy không ạ? Đấy, hiện tại hai bên cánh gà bên em SH cực kỳ là nhiều. Đây bên này nữa mọi người, đây. Vẫn còn cơ. Caravan này lùi hơi kinh. Vâng. SH giờ không hề anh ạ, SH bây giờ chẳng qua là nó chưa đến giai đoạn bùng nổ thôi. Bên em vẫn rất nhiều SH để phục vụ anh em. Rồi anh Nguyễn Minh Anh chắc là đang đúng không? Đang lấy dòng xe gì đúng không? Vâng. Chắc hôm qua em nhớ anh Minh Anh hình như là lấy con xe gì thì em quên mất anh rồi. Anh Dream biển 37 có không em? Hình như Dream biển 37 em đang chưa có rồi. Anh nhá. Vâng, có các biển tỉnh khác rất nhiều, Dream Việt. Vâng, Sport hiện tại em không có anh em ạ. Coupe 50cc em rất là nhiều. Cái dòng Coupe CC xe 50 kìa. Khách hàng bên em vừa mua 50cc bản Clear đấy ạ. Đấy, 44442 đấy ạ. 44422. Đúng rồi, vẫn rất nhiều nhá. Hôm qua em ở lại buổi tối cũng rất nhiều các anh em quan tâm đến dòng 50cc và hỏi rất nhiều. Để chút rồi. Em sẽ lên. Đây, chương trình bữa sáng của sáng chúng ta ngày hôm nay là có những dòng xe đây. Dream Việt, các bác cùng xem một chiếc Dream Việt. Đấy. Một trong những cái tầm phân khúc hợp lý giá, hàng chất đều. Hay là future giá phân khúc có 10 nhô một tí thôi. Đấy, anh em nào quan tâm. Một chiếc SH 125 biển tỉnh giá nó sẽ hợp lý. Và đặc biệt là một chiếc S1 các bác nhá. Bản 2022 ABS bạc sần gọi là bản thể thao mà giá yêu thương vô cùng luôn. Siêu phẩm đây, tí nữa em sẽ đánh dấu đầu live một buổi siêu phẩm Dream Thái 81 82 rồi, hàng 82 zin toàn bộ các bác ạ. Đấy để các bác thấy hàng zin toàn bộ luôn để các bác có thể chú tờ ý đón xem. Rồi, và những chiếc Ablade. Led đầu to nha anh em nhá, đời 2011. Led cơ đây, có led chế cơ giá dưới em. Đấy, anh em quan tâm thì cho 82. Em một xíu SH nhập khẩu màu cà phê. Màu cà phê, màu đen, màu đỏ, màu trắng bên em hầu như là có đủ hơn anh em nhé. Những chiếc nhập khẩu ấy. Sau kia có những chiếc đỏ, đằng trước có những chiếc cà phê, bên trong có những chiếc màu trắng, hôm qua em like chiếc màu đen. Đấy, rất nhiều ạ. Rồi các bác nào. Biển Nam Định hiện tại không còn rồi anh. Ok, Nguyễn Tuyến. Biển 89 có xem là Dream Việt biển Nam Định em xem lại đâu. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá, để đông một xíu để em giới thiệu một chiếc xe Dream. Quá hấp dẫn, quá hot. Mấy bữa trước các bác hỏi mà không lên kịp được. Hôm nay mình chính thức là anh em nó mới gọi là
lắp cái giỏ mới đánh bóng, và chính xác là treo biển. Biển này em vẫn nhớ là mới cấp được có hơn chục ngày đâu đó. Dream đẹp đấy ạ. Một chiếc Dream đẹp hôm qua báo lên nhưng mà chưa lên được. Vâng, đăng ký tháng 8 nhỉ? Đăng ký tháng 8 hay là cuối tháng 7? Đấy, được có mấy ngày thôi. Cho mới em một cấp lại đăng nhé. Ký thì mới lên được. Vâng, rồi. Đây, một chiếc Dream Việt, sorry, Dream Thái. Hot lắm ạ. Hàng này là hàng hot tại nhà em luôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh em quan tâm, hôm qua em thấy là rất là nhiều anh em quan tâm Dream Thái rồi, hỏi em rồi nhưng chưa ra được buổi chiều ngày hôm qua. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay em lên cho anh em luôn. Rồi, okay. Chúng ta đi chi tiết được không ạ? Các anh em chia sẻ giúp em nhá. Trước khi chi tiết các bác chia sẻ để chúng ta đến với chương trình Thái. Cái dè này các bác này. Zin không? Cái hàng này, các bác thấy này. Mayer này, ui nó xanh này, xanh đẹp chưa? Xanh thế này, cái trục giật thế này. Chân nan này, từng chân từng nan một nhá. Các bác nhìn từng chân từng nan một. Chỗ chân vành, chân ốc vàng van này. Không một lỗi luôn, không một lỗi, vành được chưa? Cả hai bên luôn, các bác có thể xem. Đấy, mã Gosi này, các bác nhìn mã Gosi ở chuẩn đét luôn nhá. Đấy, càng hai bên ốc trục đẹp chưa? Anh em thấy được không ạ? Rồi, đi đến cái đầu bò cháu ơi, vào luôn cái đầu bò cho các bác xem. Gioăng xanh chuẩn đét nhá. Các bác nào nhìn chi tiết giúp em hàng đầu bò gioăng xanh thì bên em quay nó có 3 camera, 3 máy nên là để rồi, mà nhìn này, nét được nó sẽ khó. Qua cái mép gioăng xanh, các bác nhìn sướng yếm đấy nhá, yếm xịn luôn nhá, yếm xịn luôn. Đấy. Từ cái cần gẩy số này, các chi tiết này, tem này. Ơi hàng được chưa? Lườn này, các bác nhìn lườn này. 1 2 3 4 hộp xích này. Đấy, chân trống này, tất cả các trục giật ốc giật sau đều tăm tắp, chân nan vành sau được hết luôn, được không ạ? Rồi cháu quay chậm nhá, hàng Dream Thái, cố gắng quay thật chậm để các bác cùng xem. Biển mới nhá, biển bên em mới, mình lúc mua nó là biển tỉnh, em rút về sơ về hồ sơ về xong bên em bấm biển mới. Để mới bấm được có mấy ngày, chính xác là mấy ngày. Để ra được biển mới để các bác có thể yên tâm. Biển Hà Nội rồi. Anh em chờ em xíu em báo giá luôn anh em nhá. Chục này. Bồ này, các bác nhìn này. Đó. Tiếp tục này. Càng Thái này. Nhựa, tem. Vâng. Ra máy này. Quá đẹp. Đôi ra máy yêu không anh em? Quá yêu. Thôi nó là xứng đáng anh em nhé, anh em đang quan tâm những chiếc Dream Thái. Mặt đồng hồ này, nó xuống màu thì đúng thời gian luôn, các bác thấy. Đôi gương. Ôi, đến cái nắp lườn gầm nhá, tất cả mình xem hết, các bác yên tâm, mình sẽ chi tiết. Yên thì bọc lại thôi, chứ xương Yên Thái này, các bác nhìn xương Yên Thái này. Rồi, nắp hình xăng, wow, quá ấn tượng luôn. Tàn, đẹp không? Cái nắp nhập có nhiều lắm, anh cho em một thua. Tài này. Ok không, các bác nhìn. Quá ấn tượng đúng không ạ? Rồi cháu cứ gầm cho các bác xem. Nhìn gần gầm bên kia, quay gần bên kia, quay gần bên kia, quay gần bên kia nó sáng hơn. Đấy. Không, rửa lên em rửa cho cháu. Đây. Em rửa cháu. Đúng rồi, chậm rồi. Caramel min anh em nhá. Đấy, anh em nhìn gầm căng luôn ạ. Rồi, anh em nhìn một chiếc Dream đời 2001. Đầu máy là 821 đúng không ạ? Đầu máy 82 cuối 2000 và đầu 2001 là xuất hiện. Đấy thì anh em nào có quan tâm sao? Thì ở đây có luôn. Có giá anh luôn. Em giá anh em luôn nào quan tâm. Máy ui cái máy căng đây anh em vừa rồi. Anh em nghe thấy máy được không? Quá ấn tượng. Căng quá xuất sắc. Hàng Dream Thái. Không có nhiều nhá. Tôi em báo giá luôn để anh em đỡ phải chờ đợi. 61.500.000. Anh em nào quan tâm thì đừng bỏ qua một sản phẩm Dream đầu máy 821. Đẹp từ những cái pha, cái viền pha đây, các bác nhìn cái viền pha này. Đó, nếu mà xước thì nhiều ông sơn, không sơn thì bọc lại. Bên em có mấy chiếc bọc nhưng mà rẻ thôi, chứ hàng đắt này các bác nhìn này, zin hết luôn. Nó là phải là zin. Đấy, nó là zin, ngồi nó trông chững chạc sang trọng, cái thụt cái giảm sóc hay cái độ chắc nịch của bạc máy hay là máy ok luôn. 61.500.000 anh em nhá, ở đời 2001 okay, máy zin. Sơn còn anh em nào các bác được, các bác các chú trứng tuổi một tí muốn một chiếc Dream ra máy căng lắm anh em. Ra máy đẹp, máy căng. Đây xem lại ra máy một lần nữa. Cái này xem lại các bác nhìn này. Rồi, xong trong lúc vừa xem em bật máy này các bác 61 nghe. 61.500 anh em nhá. Máy đúng không anh em? Bây giờ Dream Thái tầm nguyên, này nguyên càng anh này, em nhá. Nguyên gì đấy ạ? Nguyên mà, máy nguyên này, càng này đồ này các bác nhìn này. Tăm nan anh em nhìn cái tăm nan nó bật vàng kìa. Rồi. Đấy, xuống Mayer này. H125 em có nhiều anh em nhé. Đúng, các bác nào chưa? Anh em chia sẻ giúp em nhá. Để một sản phẩm Dream Thái phải nói là đẹp, xứng đáng về cho những anh em nào đang tìm hiểu. Nói thật với các anh em nhá, nếu mà để nói đến giá thành của Dream Thái, có những chiếc Dream Thái máy Dream đẹp giá trên dưới trăm là bình thường. Thái chia sẻ căng luôn anh em ạ. Lên ở mức 615 rất xứng đáng, rất xứng đáng. Đây, quay lại cái mặt nắp bình xăng này. Quá đẹp. Tím lịm luôn, vâng, đúng không? Cái tán nó còn. Xuống anh em nhìn những cái tán của Dream Thái đời 2000 2001 đến bây giờ nó vẫn còn nguyên zin này.
Đấy, những cái tán này anh em nhé, nếu mà bây giờ mà làm lại rồi là không còn đâu ạ. Đấy, làm lại rồi nó bị sâu vì là phải mài, phải đánh giáp. Đúng rồi, các cái tai nhá, các bác nhớ này, các cái tai này. Đấy, chắc nịch luôn đây, từng tai, một tai, hai tai, các ốc bên trong ốc chuẩn hết đúng không ạ? Bôi đều tam 2543. Nắp này. Rồi. Bô 2543. Thường thì bác Zin Thái thì anh em xác định luôn là bô phải là 2543. Đấy. Hợp lý không? Bô thay thấy không quan trọng. Lốp thì đương nhiên là có thay rồi anh em, 2001 đến bây giờ còn thì cũng phải thay. Vâng, nhưng mà đây em vừa lướt qua lốp từ 2017 có nghĩa là chủ đi đây các bác nhìn này, 2417 có nghĩa là 7 8 năm rồi, có nghĩa đi mấy đâu hàng, những cái hàng zin bây giờ. Nói thật với các bác, để nói là xe tốt, xe chất, xe ok thật, nhưng đến trước đẹp chứ xuất sắc. Các bác cũng kê nhiều, các bác ngắm nhiều chứ đi không mấy. Đây 2017 giờ thì cái lốp vẫn còn dày nguyên này, có nghĩa là chủ 895 cũng chả đi thì các bác biết rồi. Đấy, nên cái giá luôn nhá, 61.500 em khẳng định xứng đáng. Thì cái tiếng máy các bác nghe quên, anh em nào chơi cái gái là không lạ gì rồi, nó căng ngồi lên cái độ nhún nhụi nó sướng, khung sườn nó vào cua ấy. Nếu bác nào đi Zin Thái vào cái cua nó vắt một phát thì thấy được cái độ chắc của Zin Thái mà Zin Việt không có được. Đây em khẳng định cũng còn Zin Thái nó bạc máy, cái độ xeo máy của nó tốt, rất tốt đúng không ạ? Anh em nghe tiếng em gàn nhẹ tênh. Vâng, rất thích, rất mượt. Nghe tiếng này ui sợ, nghe nó ngọt ngào, nó tiêu kiểu là không thôi. Tóm lại là 61.500, xứng đáng nhá, rất xứng đáng. Không có nhiều, phải nói là không có nhiều. Trong những lúc vừa rồi thì nhiều các bác hỏi mà không lên được. Nay em mới vừa mới chính xác là trước giờ lại 15 phút mới ra được, mới kịp lên. Anh Nguyễn Văn Trinh 58 triệu cọc. Rồi, rất nhiều các bác khen đẹp quá rồi. Rồi nhiều các bác chia sẻ 60 rồi anh Nguyễn Hiền, cố lên tất cả anh em ơi, vì không có nhiều đâu ạ. Cũng phải đâu đó nửa tháng nữa, hơn tháng nay em mới lên được một chiếc Zin Thái. Nó xứng đáng, nó phù hợp cho những anh em có nhu cầu và sự cần thiết. Sơn xem con xe rim 2004 đến 2008 qua em có con biển 33 đến 2007. Máy còn zin. Đúng rồi. Hình như là con đấy đã bán ra 20 mấy triệu nhỉ? 23 triệu 500. Hay đến 24 triệu gì đó hôm qua em nhớ không bạn. 615 nhá anh Tuấn Trần nhá. Em nhìn cái rè này thì thấy hàng đẹp, nó đều và nhìn cái đầy đúng lùng. Các bác nhìn cái nước xanh của chậm rim hơn một chục, còn con nào rồi, em ơi, trong nhà còn đấy, các bác nhìn để nguyên thì các bác nhìn đúng không ạ? Rồi một bên nhá, bên còn lại để các bác Nguyễn đứng Sinh nhìn ơi. Đấy đúng rồi, cháu giữ cứng này thì các bác nhìn nó rất là sướng chuẩn chứ anh. Lìa thì các bác nhìn nó lại không đẹp đúng không ạ? Đến đầu bò nhá, đầu bò giữ cứng một lúc rồi để các bác nhìn. Đấy các bác nhìn thấy đầu bò một máy nhìn được, hai máy đấy các bác nhìn một lúc BM xứng đáng không ạ? Đấy rồi, đẹp chưa? Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ nhanh tay, nhanh tay quay cho cô cái biển. Biển Lê Định Canh rồi anh em ạ. Con này biển trước nó là biển mới thôi, bên em mới biển trước là biển tỉnh. Rút hồ sơ sang bên Hoàng Kiên em đi bấm biển. Biển này là nhân viên Hoàng Kiên bấm về nên các bác có thể yên tâm luôn. Cũng rất là tươi, rồi rồi. Anh em hỏi zin hết không? Zin hết anh ơi. Có cái yên bọc lại nhá. Đúng rồi. Mấy chi tiết như mấy bô này, mấy cả những cái cao su thì thôi các anh em thông cảm. Còn em đang nói lườn lóc khung sườn hay là máy móc nhá. Để anh em tự tin luôn là zin. Để anh em chơi. Zin Thái. Trước. Đẹp. Gặp Hoàng Dung trong Nha Trang thì phải. Ôi thế á, anh Hải Nguyên thật à? Thế mà không gặp nhau, không chào em gì cả. Chán anh thế. Đúng rồi, hôm vừa rồi em đi Nha Trang thật mà. Em đi Nha Trang gần một tuần. Vâng, cảm ơn anh đã bỏ quả rẻ nhá. Thay mất quả đào. Thôi cái này thì không quan tâm anh em ạ. Vâng, đơn giản mà. Nguyên zin đấy anh em ạ. Yếm này, cái yếm nó xịn này. Các nhìn yếm này. Gặp nhau mà chả thấy chào nhau gì cả, chả cho em xin cốc nước gì cả. Ui giời, ôi. Chán anh thế. Quá đẹp luôn. Rất ok nhá. Rồi. Hợp lý cái quả đào này thôi. Tính quả đào nó bình thường thôi, hiếm quá ok luôn rồi. 61.500 đấy anh em quan tâm. Thực ra là bỏ 61.500 thì nhiều khi nhiều anh em thì không kiểu là không đồng tình về cái vấn đề là hơn 60. Vâng. Thế nhưng mà nhiều anh em lại thích và muốn chín mua. Nước. Anh Nguyễn Hữu Kiên chín nước được. 61.500 nha anh Văn Sơn nhá. Rồi, 59 triệu nhé anh. Là nhiều anh em cứ giả 59-60 đây này. Đấy, cảm ơn Ken nhá. Anh ơi, Vision rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Vision rẻ nhất tầm khoảng 12, 13, 14 triệu đời đầu nha anh Duy Kiều nhé. Thực ra con xe này nó xứng đáng. Làm con SH mốt này đã. Hàng cũng rất là vừa miếng mà lại hot hit. Sáng này có mấy anh em gọi điện thoại. Em có báo là còn, nhưng mà một số anh em lại thích cái đời nó mới hơn tí nữa. Nhưng mà giá này lại bướng hơn thì thôi. Chứ này là 2022 thôi. Đấy, SH mốt bạc sần biển Hà Nội, giá rất hợp lý, chính xác là em để 60 triệu. Đấy, báo giá luôn, tí em đi chi tiết. Trong lúc các bác quan tâm đến những sản phẩm nhà bác em bà đu đủ, bố em có hỏi xin số chị nhưng chị không có cho chị ạ. Tại bố em hỏi. Ghê, hẳn là bố em hỏi. Xe vừa xong là zin, nguyên zin anh em nhé.
hẳn đây, là bố em hỏi, em không hỏi chị mà em lại hẳn là bố em hỏi. Anh em có nhu cầu mua những dòng xe gì mọi người có thể lấy số điện thoại hotline trực tiếp nhân viên online bên em. Tại vì trong cái thời gian bọn em live anh em cũng gọi cho Thiệp cũng không được, gọi anh Kiên cũng không được mà gọi cho em cũng không được. Bản thân bọn em live vâng, bọn em đều chính xác tắt ạ. Máy. Đang bận mất ạ. Vâng, em vẫn phải làm việc ạ. Chào anh Xuân Hòa Borero nhá. Chào tất cả anh chị em đang xem livestream. Vâng, anh Thúc Nhơn có xe xuống áo khách lấy rồi anh ạ. Anh Nguyễn Hữu Kiên chín nước đúng rồi ạ. Anh Hiếu Linh Hoàng Dung về làm quản lý cho hotel mới Hoàng Kiên đỡ nắng mưa. Cũng là một phát hiện mới đấy ạ. Nhưng mà chắc chị là chân chạy không khả năng cố định đâu. Biển số Hà Nội. Vâng đúng rồi anh Kiên ạ. Rồi cảm ơn rất nhiều anh Khánh Lương, anh Tuấn Tú và anh Cao Xuân Sơn. Các anh em đang chia sẻ rất rộng cho bên anh Hoàng Kiên. Cảm ơn anh đã bổ quả sẻ rất là nhiều. Cảm ơn anh. Anh vâng. Mình theo dõi suốt. Cảm ơn anh ạ. Tại bố em cứ thích chị. Anh bổ sẻ rồi. Rồi chúng ta đến với S21 nhá. Trong lúc các anh em vẫn còn nhiều anh em còn nghiền ngẫm gym lắm. Nhưng mà thôi em cứ phải tiến hành chương trình theo tuần tự. Bác nhìn cho em cái càng đen, cái vành đen, cái má phanh màu đỏ, đúng không ạ? Nó là bản Sport, cái da răng trong ABS, nó là bản chống bó cứng. Anh lấy xe gì đấy? Quay lúc sáng xem. Dạ vâng. Vừa điện chị đây. Em ơi, thế anh ra hợp tiếp hộ em nhé, em đang live. Chào anh em tí anh ơi. Giao lưu anh em đang live stream tí. Đây rất nhiều khách hàng vẫn đến ủng hộ, các bác nhìn đến phía kia, một tốp khách, đúng không ạ? Đấy, bên này thì anh em vẫn đang đi liên tục xem và đến với Hoàng Kiên. Rồi, ôi. Rồi, tiếp tục SH được không ạ? Có chút chân đang tả xe nhá. Thì thôi em chào khách một chút, anh em thông cảm. Vâng, anh Sâm Chuẩn ơi. Đèn LED, màu này là sần nhá các bác nhá, sần. Ưu điểm của sần là nhìn nó khỏe hơn. Nó chống xước nhẹ một chút. Chống xước tuyệt đối thì em không nói, nhưng chống xước nhẹ hơn với phần bóng. Đấy, và nó khỏe hơn, nó cũng đẹp hơn. Nhưng với trường hợp các bác phải lưu ý giữ cho em nó sạch sẽ tí nhá, chứ bẩn bụi nó cũng dễ bám hơn đấy, vì nó sần mà nó có độ sần anh thì Ngọc nó không như okay cái anh. Bề mặt bóng. Đấy, hàng zin này các bác nhìn cái phần gầm zin này, đúng không ạ? Zin đẹp chưa? Đấy các bác nhìn. Phần sần đẹp nhỉ. Ôi để sần này. Đấy, từ những cái chi tiết trong gầm này các bác nhìn này, những cái sần bám chân hay những cái ốc zin hết luôn. Cái chỉ yên các bác nhìn này, chỉ yên đỏ này. Chỉ yên đỏ đẹp quá nhỉ. Cái chữ đen này, thụt đỏ này các bác nhìn này. Quá ưng ý luôn đúng không? Rồi, phần sần nguyên này, ra máy theo xe này. Đấy, SH sần nó phải thế, inox chống rỉ nhá. Nếu nó cái này thì rỉ, cái này nó bẩn thì rất đơn giản. Các bác cứ lấy cho em cái rẻ lau đánh bóng, tấm chi xăng đánh bóng thì càng tốt, sáng quắc luôn, rất đẹp. Đấy, tay xách lại nguyên hết, đồ sần đằng sau theo xe. Đấy, thụt đỏ, vành đen, đấy, càng đen, yên chiêu theo chỉ đỏ, tay xách đen. Những cái chi tiết nó đặc sản của cái bản SH Sport, bản đắt nhất, gọi là bản đắt nhất đấy các bác. Đấy, đẹp, thiết kế. Oppo. Rồi, đẹp này mà các bác lọc rõ để chân. Anh em khít chiếc. Này, đúng không? 60 triệu thôi các bác ạ, 2022, giá rất rất mới các bác ạ. Tay này, tay nắm này. Đấy, tay nắm bên này này, phím này. Đấy, nó vẫn còn chưa cái động cái phím này nó còn chưa thèm bị mờ ấy. Đấy đây. Đề nhiều thì đương nhiên là sẽ bị mờ đúng không ạ? ABS mọi người nhá, bản sần ABS đây. Khanh cặp vù vẫn còn nguyên zin, chưa bị đâm đụng, chưa bị va đập, chưa bị dồn nén. Đấy, độ sần rất là căng, yên áo này. Yên áo này, chắc nịch luôn. Cái chỉ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin theo xe mọi người nhá. Vâng, 60 triệu đồng một chiếc SH1 bạc đen. Rồi. Bạc sân. Đèn LED 2 tầng, phanh ABS. Đây, gương theo xe, bác nhớ gương inox từ cái chụp này nhá. Nó cũng là đặc sản luôn đấy, nó chụp được cả cái đầu ốc đen này chứ nhiều ông chỉ có chụp nhỏ như này là không phải này. SH1 60 triệu anh em nhá. Rồi các bác này, đây xem cốp nhá. Em vẫn chưa nổ máy luôn. Các nhìn này. Được không? Các bác nhìn này, đồ zin hết luôn này. Để đây là chỗ kiểm tra nước mát nhá. Đấy, nó thiết kế rất là ok rồi. Nói chung là hàng xe ga động cơ 125 của Honda, một trong những sản phẩm được đánh giá là xuất sắc nhất nhì dành cho nữ. Nếu để nói đến nhất thì cũng không dám hẳn vì nó còn Vespa Sprint một vài bảng đấy cho nữ. Nhưng nói đến nhì thì nó cũng chỉ ngang với Vespa đấy thôi. Nên là để so sánh thì thật sự đây là những quay, dòng con quay chậm nhá, con quay chậm mà con đi giữ từ từ thôi. Để cho các bác nhìn cùng nhìn thấy đẹp không? Các bác nhìn thấy đẹp không? Phím bấm đồ đạc 7.000 cây. Có 60 triệu rồi các bác ạ, biển Hà Nội đăng ký xong rồi. Lúc thời điểm đắt 83 triệu cơ. Rẻ bây giờ đăng ký xong cũng gần 80. Đấy không hề rẻ một chút nào hơn 70 với những cái bản đắt nhất này. Đấy, anh em nào đã có hoặc đã từng trải nghiệm có thể biết được cái giá của xe. Thì bên em đang bán ra có 60 thôi các bác quan 60 tâm, triệu đồng nhá. Anh em nhá. SH1 2022. Đấy, đúng không? Hơn 7.000 cây chuẩn chỉ anh em ạ, phanh ABS. Thực ra là cái bản sần này thì nó sẽ đắt hơn một xíu so với các bản bóng. Vâng, anh đang hỏi là bản SH1 Sport 2019. Anh thích màu gì ạ? Nó đúng rồi. Cũng có màu bạc sần, cũng có màu đen đỏ. Đấy mấy màu.
thì 2019 hiện tại em đang có những màu thông dụng thôi, chứ còn màu sport thì lại không còn được. Sport có anh cố lên lấy hàng bạn anh mới không em? Anh có sẽ có SH đời mới đúng không ạ? Có luôn. Vâng, đằng sau đấy vào luôn đi anh em ơi. Vâng. Anh em SH giá đời 60 mới triệu nha anh em nhé. Vâng. Anh Lâm Lý Nguyễn, anh Nhan Thành trực tiếp cho bên anh em nói hay. Vâng, cảm ơn Xuân Hòa Bororo Chiệp Gia Trang. Vâng, cảm ơn nhá, rất nhiều các bác mình thích cách anh Hoàng Thiên bán hàng. Vâng, em cảm ơn anh Xuân Hòa. Thích màu đen trắng, hiện tại đen trắng hiện tại em đang không. Vâng, đen trắng cũng là bản sport đúng rồi. Cái đen trắng nó có cái hay, chính xác em cũng ghi nhận vì nó là bản bóng. Bản bóng thì nó có những bác nào mà bị bẩn biếc liên tục ít rửa thì lấy bóng cho em. Còn sần nhớ nhá, lấy bản sần là phải chịu khó rửa sẽ sạch sẽ để cho nó nhìn nó khoe được cái sần đấy lên, chứ không nó sẽ hay bám bụi bám bẩn. SH màu nâu à, rất là nhiều anh ạ. SH màu nâu giá dao động bên em tầm hơn 30 triệu là có SH rồi anh ạ. Anh Nguyễn Khanh nhá. Đẹp xấu trai nói hay, quên đẹp trai nói hay. Rồi cảm ơn các bác. Video hiện tại không ai nói được giọng như chị Dung. Đúng rồi anh Cường đấy, chủ chị Dung ngày 2K mà giọng vẫn trong veo. Anh Nguyễn Hằng đi SH này sướng gấp 10 lần đi đồ gym. Tình hình ai là... anh Hành. Chưa hẳn đâu anh Hành ạ. Nhiều anh em vẫn còn hai tư tưởng, nhiều bác còn thích gym hơn SH cơ. Đấy, anh cứ bảo SH gấp 10 lần gym nhưng nhiều anh em ở trên này có thể công nhận với em ngược lại ngay. Là đờ gym lại còn hay hơn SH. Đấy, nên là thôi, mỗi anh em một sở thích. Em không phản đối được nhưng cũng không đồng tình hẳn, đúng không ạ? Được ngày anh em khen em thì tình hình chắc tối chiều nay chắc phải nghỉ. Vì là ngày hôm nay là nghe giọng bị e rồi anh em ạ. Nói để chưa về ngậm ngậm mật ong và gọi là quất hấp rồi. Có ngậm cái gì bao giờ đâu. Thỉnh thoảng em mà cứ khản tiếng hoặc là em đau họng là thứ nhất là em dùng siro hoặc là cái viên kẹo ngậm ấy, xong là xong. Đấy, xong là đây giọng em nó cứ to đùng đùng như thế ấy. Nói nhiều quá anh em. Chăm sóc giọng tốt hơn nhiều. Mà ngậm nhiều loại bổ trợ họng nữa thì chắc là chị hát to nữa, đúng không ạ? Basic có nha anh em nhá. Bên em có giá bảo hành, có bảo hành luôn. Vâng. Giá hôm qua con Basic đấy bán ra bao nhiêu tiền nhỉ? Qua chiếc Basic màu vàng ấn tượng đấy. Hôm qua có khách hỏi và ngay sau live là em có kiểm tra xe cho khách là chiếc đấy máy zin. Tay em mua xe của chính chủ, có sơn thôi, Basic màu vàng. Em không nhớ giá 17 okay, trên dưới gì đó anh nhá. Hình như à không, 17.800 nhớ rồi. Tại vì hôm qua lúc đấy là chưa dọn là bán hơn 16 triệu nhưng vâng, sạch sẽ ngon lành 17.800. Vì cái tiền đồ xe đấy ok vào, Nguyễn Văn Tý nón mẹ mua. Mẹ bảo là mày lai ngoài trời mày đen quá, trông mày về trông như kiểu củ súng lục ấy, rồi về mua cho cái nón. Rồi, mẹ anh Phạm Ba Vario em không có. Vario anh em hỏi về SH nhập em ra ngay sau đây chiếc này. SH 160 150 em có nha anh em nhá. Mới thì không có anh em có lướt ạ. Lướt. Em, vâng. Đây, một 2021 đúng không ạ? 2021 bản 125. Ưu điểm nó là biển tỉnh thì giá thành nó sẽ rất phù hợp cho anh em mua lại với những các bác không cầu kỳ về biển các bác ạ. Đây 20 hàng là nhựa sơn này các anh em nhìn này. Quánh bóng hết rồi. Đức bảo Đức trực tiếp Đức đánh bóng nhưng mà đánh bóng thế này là lỗi này. Đồ bóng đánh được nhưng đồ sần. Bố các bác nhìn thấy không? Đồ đấy. Cái phần này phải là lau sạch. Hơn okay nữa. Đánh chỉ đánh được phần bóng thôi, phần sần này mình phải lau bằng chất liệu khác. Đây, phần sần bị đánh lan, đây gọi là đánh lan sang, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái đồ bóng nó cũng đẹp thật sự các bác nhỉ. Đấy, tay to đúng không? Nhập bên mình có nha anh em nhá. Tí em lên nhập này, cũng hàng nghìn luôn. Nhập bây giờ thì thật sự chia sẻ với các bác là SH 125 form mới đấy ạ. Đó, cũng đã bắt đầu được anh em Việt Nam thịnh hành và chuộng rồi, cũng không quá cầu kỳ về form cũ hay form mới nữa. Form này cũng đã được các bác yêu dần rồi. Thêm nữa là cái giá thành nhá, em phải nhấn mạnh cái giá thành những chiếc SH lướt này biển tỉnh giá rất hợp lý luôn. Chính xác là 61 triệu thôi. Bác nào quan tâm cho chiếc 2021 này thì liên hệ giúp em. Bây giờ 61 triệu để mua được SH cao không dễ gì đâu ạ. 7.800 km anh em nhá. 74 triệu mua mới, đăng ký xong xấp xỉ 80 triệu. Với anh em phân khúc 60 thì bỏ ra cả 80 nó lại là chuyện khác rồi. Đấy, nhưng các bác ơi mua A-Blade, mua mới tinh đăng ký xong cũng sấp xỉ giá này thì mình có thể chuyển sang luôn SH giúp em với những chiếc SH lướt hàng hơn 7.000 cây, máy zin sơn nguyên bản, đấy, hai khóa đầy đủ, những cái chi tiết như là tay sách này hay là cái yên này thì bên em có sở ba lại thôi. Đấy, nhìn rất dễ thấy. Đấy, nhưng đồ nội thất này bên trong này nó là nguyên zin này. Đấy, các bác nhìn tay sách này với cái vỏ yên là bên em có dọn nhá. Các phím này các bác nhìn lại một lần nữa, các phím này để thấy hai cái đồ sần chống gì này còn nguyên bản hết ạ. 61 triệu đồng anh em nhá. Nhập Việt ạ, 2021 ạ, bản form cao 2021 đấy, 7.800 km thôi đấy, màu trắng anh em nhá. Form dáng thì bây giờ là tất nhiên là tùy từng anh em một, mọi người thích form dáng mới, mọi người thích form dáng hai tầng đấy. Được cái là con này thì nó đồ nó cũng đều sạch sẽ ngon lành gành đào hết rồi cho anh em rồi. Giá thì cũng tình yêu thương hơn 60. Vâng. Vâng. Hợp lý không các bác? SH. Bây giờ form dáng này rồi. Rất hợp lý rồi, nhiều các bác cũng đã chọn rồi.
150 2020 ABS bao nhiêu ạ? 150 thì nó giá tầm dao động tầm khoảng hơn 70 một xíu nha anh đây, em đây, nhé. Đây đây, xem xe này. Vâng, SH 150 21. Con này thì 125. Đấy, có màu đen không? Em nhiều lắm, màu đen, màu đỏ, màu trắng bên em có đủ luôn ạ. Basic 2017 trở lên. Hiện tại là Basic 2017, hiện tại em đang không còn con nào duy nhất, nhà em chỉ còn hai con. Một con màu hôm qua em báo một con có 17.800, máy còn nguyên zin, màu vàng đồng. Đấy, và một con nữa biển tỉnh. Con biển tỉnh ấy là đời 2015 hay 2016 nhỉ? Basic ấy. Biển 89 thì có anh em cọc mất rồi. Ừ. Còn lại hai chiếc là biển 16 và biển Hà Nội đều ở đời thấp thôi. Vâng. Anh Ly Nguyễn Lâm Ly đúng không? Muốn xe nhiều anh em bảo lét 2 tầng đời này đúng không? 2019 đúng không ạ? Em còn nhiều lắm. Bản rồi anh Cường đấy chủ, anh Nguyễn Hành rất nhiều anh em đang khen chị Dung. Em trong văn phòng hộ em với nhá. Em ơi, vâng ạ, anh em vào mời mời nước anh đi. S21 giá sao? Giá 60 triệu anh ơi. Vâng. SH Việt vừa rồi thì 61 triệu. Đấy các bác thấy giữa SH1 và SH Việt nó cũng không lệch nhau nhiều đâu. Quan trọng tầm của các bác và nhu cầu của các bác là chính thôi. Đấy. Đây mời các bác đến với SH Cà Phê nào. Rất nhiều anh em quan tâm đến cà phê thì đây em đang đứng trước một chiếc SH Cà Phê bản máy 150. Ừ. 150, đúng đầu máy nhá. Sorry, 125, giá rẻ. Rồi Đức vừa báo lại 125. GF. Rồi. Nhập khẩu 1, anh 2, em ạ. Cà phê. Đấy, nhà nhiều 150 quá nên em nhầm các bác nhá. Bảo sao? Hàng GF thôi. Dọn dẹp xong xuôi đấy. Em 150 à? Vâng, dán tem 150. Vâng, 125 anh em nhá, bản nhập khẩu màu cà phê. Màu nâu cà phê để anh em xe sạch sẽ ngon lành gành đào, giá thì tình yêu thương cho anh em thôi mọi người nhá. Đấy, anh em nhìn đồ đang 32.500. Các bác tìm đâu được SH cà phê bây giờ còn 325, những cái sinh nhan, những cái đèn hậu này vẫn còn. Đồ này là nó còn nhưng mình sơn lại đúng không ạ? Đấy. Các cái đồ sần là còn zin này các bác này, xước một chút em dán ở dưới đằng đuôi thôi. Đấy, biển Cầu Giấy 80803, biển cũng tươi đó ạ, toàn 83 thôi. Đấy, đồ sần bạc. Anh Nguyễn Hành, ok anh nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Yên thì bọc lại này. Hàng đồ sần này. Sao hỏi cho anh món khác, anh em đang kêu Đức bê mâm ra món khác cho anh em đi này. Đưa các cái món rồi đấy. Con này thôi em cố nốt, like nốt con này vì những dòng này bên em rất là nhiều. Đấy, anh em lại rất là thích những cái dòng nhập khẩu đấy ạ. Con mà này nó giá anh ạ, có 325 thôi nên là nó bất ngờ quá nên thôi em bảo Đức để lại ra đây để giao lưu với anh em. Chứ đúng là mấy bữa vừa rồi thì SH nhập lên liên tục nhưng anh em nhớ cho em có 32.500, nghe máy nhưng vẫn rất ngon. Thụt trước thụt sau ok đúng không ạ? Kiểm tra hết rồi, nhựa nhiếc hình hài đều đã dọn sẵn để các anh em chỉ việc chơi. Đấy, những anh em vừa kinh tế tiền. Nhập 125, 150 em nhiều lắm anh Mùa Thu ạ. Thật sự 150 các con bác. Con này 125 thì nó rẻ hơn. Máy này anh em ơi. Ô, ngon lắm. Ra là dán tem 150 rồi, nhiều anh em có trải nghiệm. Sơn Tấn, ok anh. 125 nó cũng rất là bốc rồi, vì hàng nhập mà nó vẫn bốc và thoát máy hơn. Nên là anh em có quan tâm thì liên hệ giúp em. 32.500 thôi. Khẳng định đây là những cái giá rất mới các bác nhá. Rồi, đã được kiểm tra, bảo dưỡng đường nước hay đầy đủ ngon lành hết. Anh Thành Công đang bảo đổi SH 125 2023 lấy SH 150 đời 2022 bù thêm bao nhiêu tiền? Nó liên quan đến chất lượng xe nữa anh nhá. Ừ. Anh phải liên hệ trực tiếp với số hotline bên em, gửi hình ảnh cụ thể xe của anh, tại vì xe của em đã có giá rồi. Đấy, quan trọng cái xe của anh đi nhiều đi ít, đi máy thế nào, biển tỉnh hay là biển Hà Nội. Đấy, anh Thành Công nhá. Vâng. Rồi. Anh em bảo đổi món thì chắc là sang gym đúng không? Hay là món gì anh em có lên đây để em và chị Dung biết để đưa ra, tại vì không biết được anh em thích sở trường món gì. Đấy nên là những anh em nào có quan tâm món ăn hay là những chính xác là sản phẩm gì đấy thì anh em có thể cho chị em em biết được nhá. Rồi. Con đấy máy chạm rồi anh em ạ. Máy của máy con đấy chạm rồi. Đổi xe ô tô đi anh Đồng Thóc Gạo. Đồng Thóc Gạo anh cùng họ với em luôn. Giỏi hơn mỗi ngày có trả góp không anh chị? Trả góp có anh em ạ. Home credit cái gì đấy? Vâng. Cái gì nhỉ? Gọi là ngân hàng thứ ba. FE anh em ạ có nhá. Anh Tuấn Tú con này đi 10 năm nữa vẫn ngon ok. Thực ra xe thì nhiều khi liên quan đến người, các bác cứ giữ gìn cẩn thận, dầu máy đầy đủ với SH nhập đường nước ngon lành nữa là các bác cứ thế chuyển cho em. Đấy. Còn vẫn là câu chuyện xe là vẫn phải do người giữ đúng không ạ? Những chiếc Jim bây giờ em thấy Jim Thái 3-40 năm, đấy nhiều chiếc nhá. Vẫn còn xuất sắc. Đấy. Còn có những chiếc Jim một vài năm đã xuống cấp rồi, đấy là liên quan đến cách giữ và bảo dưỡng khi sử dụng các anh em nhé. Rồi, Vespa, lên Vespa Liberty à? SH đời 2018-2019 đi rồi anh Vi Phạm.
lên phiêu 1. Được rồi, phiêu 1 ngay ngoài này anh ạ. À, có luôn. Đi mai 2007. 2007 ngày hôm qua. Qua lại anh... rồi. Mà máy zin đấy, biển 33, máy zin đấy, em bán ra với giá là 23 triệu 500 hay sao ấy, em hoặc không... anh lên một chút tiền nữa, có thể sang hẳn đời 22 này xem sao. Đúng rồi. Về đời 22 thì nhiều anh em ưng là vì nó bốc, đồ nó sáng. Đấy là 22. Đấy, nhưng mà nhiều anh em lại chê với những cái đời rong vàng này, nó là hay xùi máy rồi côn nghe hồi cao. Đấy là những cái nhũ nó kém. Thì thôi, mỗi anh em một cái ưng hay là không ưng nhá. Em có luôn bây giờ đấy. Đây là một chiếc 22 với những cái nhược điểm cố hữu, đó là xùi phần nhũ. Các bác có thể thấy phần nhũ nó còn nguyên bản nên là nó xùi. Nếu anh em có ưng đầu tư thêm sơn hạn càng lại cho em, nó có anh trả đây như giá máy này gọi hơn mỗi ngày nhá, có trả góp theo cả tiếng đấy ạ. Cho chú bác xem cái đầu bò, chú xuống phải chú xuống. Đấy đầu bò máy gì? Máy zin nha anh em nhá, đời 2012, một chiếc Dream Việt. Ra máy có được bắn tỉa anh em nhá. Ôi ra máy này là bắn tỉa đây. Đấy, nhưng mà đời này thì không tránh từ 2011 đến 2013 hầu như là cái ra máy nó bị dồn theo thời gian. Đấy bên này là anh em có bắn tỉa rồi, hộp xích thì vẫn còn nguyên zin. Đúng rồi. Đấy. Báng với lại càng nguyên zin này, cụt nguyên zin. Đấy, của đời 2010 và 12. Vâng. Biển dán Hưng Yên. Cả xe luôn, cái phần sơn zin các bác nhìn các viết chảy vết xước ra nó khó đấy nhá. Đấy sơn zin cái tay này thì thay thôi. Yên vẫn còn này. Đấy tiếp tục bên này, bô veo ốc trục giật sau mai ơi sao con. Đúng đời bô anh em nhá. Đúng đời của bô Việt Nam, không phải là bô Thái nữa. Chuẩn mà. Chuẩn rồi. Thực ra bô Việt Nam rẻ hơn bô Thái, nếu các bác mua 25 43 đắt hơn đấy ạ. Nên là nhiều các bác cứ bảo là thay, nhưng mà nếu mà lên bô Thái thì em vẫn mua như vậy thì không khác nhau. Thực ra là bô Thái máy nó chắc hơn, nổ nó đanh hơn, nó giòn hơn. Anh Nhân sẽ thích nghe đấy hơn. Còn bác kêu zin thì đúng là bô Thái thì nó là vào thì nó lại không phải zin rồi, đúng không ạ? Cái mặt này là có sờ ba lại nhưng mà đang dán ni lông này, các bác nhìn đang dán ni lông hết này. Đấy, đúng không? Rồi. 27 triệu 500 cho một chiếc Dream Việt 212 máy zin. Các bác ơi, 212 máy zin. Em ơi cho chị xem con nhập khẩu, con nhập khẩu 150. Lắp bình xăng có sờ ba lại này. Lên một nhập lên SH nhập khẩu 150. Ừ 150. Chắc là cà phê thôi. Anh em ừ cà phê. Con này thì bán tỉa anh em, rồi. Con này bán mẹ lại, mình bán bố lại cho mình xấu nhỉ. Còn là trình độ hơi bị non, chắc là phía đằng khách thợ của bên chủ bán thôi. Vâng, chứ bên mà... em thì không bắn ở mức độ như vậy đâu, mất điểm quá đúng không? Ngày hôm nay mà không bắn được thì em lại bắn lại màu bắn lại nha anh em nhá. Nó phải lên màu bóng, các bác ấy là chính xác là bác ấy này là đam mê sơn sần thì lấy sơn sần xịt lên thì mất điểm đúng không ạ? Xe này nó máy zin, hàng zin Việt sáng hình như này mà lại làm quả nắp bình xăng, mất điểm, chính xác là chữ điểm. Nên làm xử lý cái này. 27 triệu 500. Con này để chị kiểm tra xem. Một vài chi tiết chủ đầu tư quả sơn sần mất điểm này, các bác nhìn. Một thời gian nó bong hết mà, đúng không ạ? Ok. Anh em nào quan tâm đến zin Việt, nhưng anh em ở đúng 89 Hưng Yên, liên hệ giúp em. Có thể đầu tư thêm tiền dọn làm đẹp phần nhũ đấy ạ, theo ý mình sau. Còn trước mắt đây là em cứ giao báo anh em là 27 triệu 500, một chiếc zin Việt máy zin, lườn lóc đồ đều nhá. Theo em, theo chị nghĩ là cái này nên bắn em ạ, để này... Được rồi, bảo xử lý bán cho chị cái này, sai đâu chị chịu. Sơn lại nắp bình xăng. Sơn lại nắp bình xăng, trả về cho chị, sơn lại bóng cho chị. Anh Hà Văn Quảng có đờ zin tầm 30 triệu zin mộc không? Đấy, để zin thì có anh ạ, mộc thì anh phải đợi khi nào em gửi được cơ, chứ thường là những chính chiếc 30 triệu mà zin mộc thì nó lại chưa được mặt, sáng. Mặt nắp bình xăng này về bản cũ. Rồi, anh Nguyễn Trường. Cái này nó là bản bóng, bản sơn đúng không? Rồi em sơn lại bản bóng y như cũ cho chị. Đấy, bảo đánh giáp si cẩn thận cho chị nhá. Anh Nguyễn Trường bán Sơn cứ doang xanh mà chơi. Rồi, mang cũng ra ngoài, có. Mang ra ngoài đi. Hôm nọ em bán một chiếc doang xanh 27 tháng 7 đấy, anh ấy lại đổi, anh ấy thích doang vàng. Đấy anh ạ, thật sự luôn mà anh ấy đổi các tiền cơ. Thôi thì thôi, mỗi người một sở thích anh ạ, cũng khó. Vâng, anh em chia sẻ giúp em đi. Anh Đỗ Ngọc Trang 9K 1kg. Phiêu 1 chút em lên nhá. Đây có phiêu 1 ngay sau đây rồi. Hai mấy triệu em ơi? 27 triệu 500. 27 triệu 500 nghìn anh em nhá. Đấy, em chính thức là em là người báo với lại Đức Bêm Âm là sơn lại cho em cái này, tại vì là con này em có like một lần rồi đúng không, con này like một lần rồi mà chưa bán được, là chắc là do cái mặt nắp bình xăng anh em làm hơi xấu. Đấy, anh Quân Vương cho anh hỏi có tin công tơ mét. Anh ơi, công tơ mét thì một số những cái xe cổ lâu năm thì bọn em cũng khuyến khích các anh không nên tin nhé. Sơn cho chị cái mặt này. Ở cứ viết phiếu yêu cầu vào đây, sang bên kia có một đội ngũ kỹ thuật bên em sẽ kiểm tra và sẽ sắp xếp. Vâng, hiện tại là ZX
Con Jeep trắng à? Jeep trắng là em còn. Qua em vừa like con 2018. Bên nhà 64 cũng phải còn hơn 10 chiếc Jeep trắng. Không ít nhiều lắm anh em ạ. Jeep trắng bên em rất là nhiều. Hôm nay Đức bên mâm không biết có cho ăn không. Lên Dream Thái đi em. Anh ơi, 61 triệu 500 nghìn anh Hòa Văn Quảng nhá. Anh nghiên cứu kỹ trước đây giúp em. Vâng. Sơn zin, máy zin, xe rất là đẹp. Xứng một đáng chiếc rồi. Dream Thái đời 2001. Vâng. Anh Văn Quảng xem cho em con đấy lại giúp em. Các bạn, anh các bạn bảo các bạn nhân viên ấy, các bạn gửi hình ảnh cụ thể cho, hoặc anh xem like lại like giúp em. Vâng, Supreme cọp giá bao nhiêu? Cọp hiện tại nhà em chỉ còn con Dream Thái thôi. 1 triệu 500 vừa rồi. 1 triệu 500 thôi anh Dương Thiên Ân ạ. Còn là em lấy Inlex qua giá thấy hợp lý. Tưởng máy kém. Anh em ở hơn 10 mà thì nghĩ là future, nhưng anh em nghe máy này ấn tượng chứ, đúng không? Đầu bò đẹp luôn, hồ doang. Anh em nhìn đầu bò này. Theo thời gian anh em ạ. Theo thời gian thì cái tâm nan của nó cũng bị rồi, đây là những cái điều độ xuống, nhưng nó là nguyên, xuống, càng nó xuống này, càng vẫn zin này. Đấy các bác này, chiếc này là zin đều đấy chứ. Có phần rè trước thôi, rè trước và mặt ban thờ và hai yếm là có sờ ba, phần nhũ là còn. Đấy, đầu bò khô ráo. Với cái tầm tiền hợp lý này cho các bác trung tuổi đi đưa đón cháu chạy phố thì quá hợp lý rồi. Tem mác vẫn còn nguyên anh em nhé. Cửa trước thì trên mặt trước thì có sơn tỉa, nhưng mặt sau thì vẫn còn nguyên zin. Bản thân tem nó vẫn, tem mác vẫn còn nguyên zin này. Đấy. Tâm nan trì đời 2003. Vâng, máy này vẫn phải nhấn mạnh lại cái máy nha các bác. Sướng không? Anh em nghe máy này. Tiếng này là chính xác nhất, nghe trên mic cái tiếng này mới là thích này, đúng không? Bô NF Goji này, đồ này các bác nhìn được mà đúng không ạ? Em vẫn còn này. Đấy, da máy vẫn còn này. Đấy, sơn đằng sau này, tỉa có nhưng không nhiều, phần sần có tỉa. Đấy, đầu bò khô ráo, giá có 11 triệu thôi các anh em ơi. Ôi giá này triệu. Anh em lăn tăn. 11 triệu cho một chiếc future. Nhìn nó cứng tác chắc chắn, máy nó thoát máy thế này. Còn 160 hình như em còn sao anh ạ? Còn 160. Có 160 chứ ạ? Anh Hải Đăng nhá. Đấy. Các bác nhá, các bác trung tuổi ngày xưa đam mê Future 1 chưa mua, hoặc các bác nào đã trải nghiệm rồi, chạy Future 1 mà muốn trải nghiệm lại, cần một phương tiện rẻ đi lại đưa đón cháu. 11 triệu đồng, máy ngon nha anh em, máy zin đấy ạ. Máy căng, chưa chắc là được máy zin chị ạ. Máy zin không? Không, bởi vì với cái tầm tiền này thì kinh nghiệm... Nhưng được cái đầu bò đẹp, đây quay lại cho cô một lần này, được cái đầu bò này. Yeah. Cãi nhau luôn đấy. Rồi cãi nhau nhưng mà doang xanh, đâm ra nó đẹp quá anh em, cái da máy gọn luôn. Ốc treo máy vẫn còn nét căng thế này cơ mà, đúng không? Giòn đầu bò nó, ốc đầu bò thôi. Đúng không? Anh em nghe máy này, 11 triệu mà, đúng không? Ôi, ôi máy này, đấm chắc này, chính xác là cơ này là còn luôn anh em. Nghe thế này là cơ không thể ra được. Đấy, anh đấy, nhìn tiếng đầu bò đẹp không? Nhá, các bác nghe tiếng hồi côn này. Đấy, còn tiếng hồi côn lại mà. 11 triệu máy này, đồ này anh em ạ. Quá hợp lý. Anh em nào liên hệ chốt nhanh nhá. Với cái phân khúc giá này em khẳng định là rất hợp lý. Quan trọng là biển, nó cũng là biển đúng đúng đời đúng biển. Rồi. Côn nó vẫn còn nguyên zin nhưng mà máy thì có thể là khoái khiếc đấy. Loại như anh là em chỉnh cái qua con ốc đầu rồi. Hơi tiếc một tí thôi. Thực ra là 11 triệu đồng anh em, quan trọng cái chất lượng này. Anh em nghe tiếng chất này. Đau lưng. Chất 11 triệu đồng anh em nhá. Đấy. Rồi, nhiều anh em trả 10 rồi. Cố lên anh ơi, còn 1 triệu nữa thôi. Hàng phải thật sự với anh ở cái phân khúc này, ở nhà em này đang đứng đầu bảng. Khẳng định luôn. Có 1-2 chiếc đuôi 86 gì đấy mà 13-12-8 em bán mãi chưa chơi, vì nó lỏng, máy nó đồ nó đuối. Cái dòng xe máy nó chắc Future này. Có 11 triệu, anh em liên hệ thì quay cái Future cho quay. Đấy, nhìn anh em thấy nó sáng không? Cả về hình nhá, nó không mới, không sơn lại tất vì tem đằng sau còn. Máy thì căng, đồ sáng. Nhập khẩu 150, có rất là nhiều anh em đang hỏi em là nhập khẩu 150 lên đi Dung ơi. Đức cho đánh cho quả biển 38 thế này. Anh em có quan tâm biển 38 không? Tại vì biển Hà Nội còn rất nhiều mà. Ngay trước kia cũng là 150 nha các anh em nhá. Đấy, anh Nguyễn Thế Hùng 10 triệu 500 nghìn. Anh ơi cố lên một xíu nữa, anh em mình gặp được nhau rồi. Vâng, giá like 11 thôi ạ. Em bán ra có 11 triệu thôi mà. Rẻ nhất đàn đấy. Đúng rồi, đồ nó còn rất là cứng. Xe nó chắc máy, côn còn nguyên tiếng hồi. Đây là những cái anh em mà trong nghề sẽ nghe thì rất hiểu được, đúng không ạ? Bô NF 110 Goxi chuẩn S luôn. Rồi, chiếc SH biển 38. Vâng. Con này anh em có thể rút hồ sơ được. Đấy. Nó hơn cái là thôi biển 38 nhưng mà giá 150 giá rẻ. 28 triệu 500. Bác nào quan tâm đến SH thì bây giờ đúng là bảo anh đi SH gì, đi SH nhập. Nhập màu gì để còn nhập cà phê này còn 150. Có mỗi nhắc đến giá là 285 thì thôi bỏ qua. Đấy, tóm lại mua bán không ghi giá tiền vào đấy nữa là anh em có thể thoải mái trải nghiệm một phiên bản SH nhập ngày xưa bao nhiêu. Kiểm tra cái con fuel đấy giảm cho anh em 200 nữa được không? Giảm 300 rồi chắc không 200. giảm
giá đang rất là cộng hợp lý rồi. Chắc là Gia Lộc một tí thôi để em chủ động anh nhá. Gia Lộc cho anh 100. Thế rồi. Rồi coi một nhá, dưới 2 triệu là bên em rất khó để cựa được. Em cộng lắm rồi. 2 triệu thôi anh em ạ, tại vì xe nó ít tiền mà 11 triệu thôi. Em cộng có 2 triệu cả nhân viên cả phục vụ tất tần tật từ A đến Z anh em ạ. Đấy. Anh em cứ đây một con này thì máy rất là ngon này. Biển 38, giá tình yêu thương, anh em rút hồ sơ thoải mái mọi người nhá. Bản nhập khẩu 150. 28 triệu 500 thì anh em còn lăn tăn gì nữa. Ok, Vũ Hoàng, Vision đấy 2017, 2018 có giá sao? Giá dao động tầm khoảng 23 đến 27, 28 vâng. triệu tùy anh. Thuộc vào biển nữa anh nhá. Máy ngon lắm anh ơi, máy rất ok luôn. Đấy, các cái đồ nhựa này nó khít, nó không có rung lắc vỡ. Tức là bên em có kiểm tra dọn dẹp đồ nhựa chắc chắn cho khách hàng. Đấy, máy móc thì kiểm tra ngon lành hết. Đường nước mát cũng được soi xét. Tiến lợi 10 triệu 500 chốt. Không được anh ạ. Anh em cứ cố lên mùng 1 và em cố gắng cân đối đấy, bán tốt đấy. Bán giá bọn em là cũng gì đấy, em đã nói rồi. Những con xe mà nó hàng chất lượng, tất nhiên máy chạm. Thì anh okay. Nguyễn Tiến Lợi đúng không ạ? Em cộng mỏng nên là thật sự em cũng không bớt được nhiều. Nên là anh em cho em Gia Lộc thôi được không ạ? Đấy, nếu em cộng cao, cái việc bớt 200 làm sao em không bớt đúng không ạ? Lãi 2 triệu, 3 triệu rồi. Bớt 200, giao lịch cho nhanh. Xe tiền ít cộng mỏng thôi. Tại cộng mỏng thì lại bớt đi. Nên anh em để cho em giá đấy xong em Gia Lộc nhá. Đấy nó thật sự là nó rất mỏng rồi. Mong các anh em thông cảm. Anh Hoàng Ngọc bằng con em đã được ăn tôm hùm bao giờ đâu. Cả đời chưa được thưởng thức. Cả đời chưa được thưởng thức con tôm hùm tí nào. Anh nhiều khi là anh nghe chỉ được nao ước một lần thôi. Ừ, được cái gì nhỉ? Ao ước một lần được ăn con tôm hùm và được ngắm con tôm con gì con cua hoàng đế. Rồi. 28 triệu anh Dung sắp xếp, chị Dung sắp xếp cho hai vợ chồng anh Thiệp like cùng một hôm xem nào. Có luôn, anh em chú ý nhá. Được mà. Có gì đâu, đúng không ạ? Ra giao lưu chào hỏi các khách hàng thôi, đúng không ạ? Đơn giản. Rồi, các bác liên hệ giúp em 285, không có nhiều đâu, một sản phẩm cà phê duy nhất của Hoàng Kiên đấy ạ. Ừ. Nhớ cho em là máy 150 nhá. 150. Đấy, dạ, đẹp chưa? Ở bên này rồi. Đấy. Đèn LED 7.000 cây. Nào vui vui anh em ngồi đếm giúp em là mua về đếm cho em cái nan này xem bao nhiêu cái. Em nhớ không nhầm hình như đâu đó là phải rơi vào trên dưới 100 cái thì phải. Tăm nan dày nha anh em nhé. Đấy, đắt là đắt ở cái hệ này này. Đấy. Tăm nan dày rất nhiều nan, nhìn nó trông nó bề thế không anh em công nhận không? Nhìn nó chắc chắn hơn không? Đấy. Anh Nguyễn Hải ơi, con SH nhập đấy là 28 triệu ạ. 500. 500.000. Vâng. Anh có con nào để em 20 triệu quay đầu không? Cho em xem với. Xe gì chứ anh? Có con, chắc anh muốn lấy Dream, anh Nguyễn chắc lấy Dream. Có một chiếc Dream tái, nãy em bảo Đức đưa ra nhưng mà chắc Đức bảo được 4 hôm, phải cố đợi hôm nữa cơ. 1695 Dream tái 18 triệu. Đấy, anh em có quan tâm thì nhớ cho em cái biển 1695 đấy nhá, Dream tái. Đấy, mới được 4 hôm, tức là ngày mai Đức mới cho ra. Đấy, nhiều khi ông quyết định to phết. Tại vì là sếp báo luôn là 5 ra... hôm. 5 hôm ra rất là thích lên gym. Bản thân những người like bọn em thì vì các bác em biết các bác thích gym nhiều nên là rất thích đưa ra gym liên tục. Anh có anh Nguyễn Hiền đang 84 cái SH 28 triệu 500 máy còn gym không anh không Vũ. Thôi em cũng khuyến khích các bác nha, lấy những cái tầm SH đời sâu và lấy những cái tầm SH giá tầm tiền trung, các bác chọn cho em những con chất đúng không ạ, kèm theo bảo hành của cửa hàng thì nó hơn là những con gym đấy ạ. Gym các bác y tiếng là được với gym nhưng Tuấn nhiều khi về mình lại là người bỏ tiền 500. Ra mình làm nó lâu quá rồi các bác ạ, nó lâu và tập tiền nó ít thì mình không thể đòi được trọn vẹn đấy. Ừ. Mong các bác cũng hiểu cái vấn đề đấy nhé. 7.100 cây. Rồi. Bản tăm dày Ali, em tên là như Tống chị Ali. Dung gọi là Tống Ali. Ngày sản xuất nhớ. Ở nước bạn bên cạnh. Ừ. Đấy, hàng Ali. Liên doanh với nước bạn được chưa? Đây em mark tất riêng cả. Về thiết kế thì chưa bao giờ anh em nước mình thật gọi là phải thất vọng cả. Ừ. Chưa bao giờ phải thất vọng vì cái thiết kế của nước bạn. Em gặp nhiều các bạn trẻ đi mua xe gọi là các cháu đi. Ok, tôm hùm gặp cháu. Toàn chọn hàng của Trung Quốc cạnh những hàng của chính hãng. Nào là Elite thì lại chê nó cụt cụt xấu xấu. Candy thì chê nó tù. Đấy. Honda nhiều khi còn chê. Cứ thích làm sao Biazo à của Liên Doanh cơ. Tiền ạ. Ừ. Con này là 50cc dành cho các bé đi học nha anh em nhé. Bản tăm dày này, bản tăm dày là bản đắt này. Đấy, Tống Ali này. Tem mác Tống Ali nó vẫn còn thắt nhà sản xuất luôn, một vòng nữa rồi. Ra máy nguyên zin này, anh em nhìn đồ cứng cáp không? Xe đẹp không mọi người nhá. Này phải cập nhật được tiền đồ, vừa dọn xong những chiếc xe vừa mới ra lò xong mà tiền đồ không có này thì cộng rồi. Tâm nan anh nhìn tâm nan đẹp không? Đấy, ốc trục đẹp. 11.800.000. Đấy, em Đức báo là tiền đồ 3 lít vì cộng thật sự những xe rẻ này bọn em cộng có 2 nhưng mà tiền đồ mà lệch một chút thôi là cuối cùng lại báo giá 2 lần giá là rất khổ cho anh em
chốt giá cũng như là đúng đội rồi, giống bọn em hôm qua. Đấy, Đức báo là dọn mất 300 thì em vừa cập nhật được thì giá là 11.800.000 bao dọn anh em nhá. Đấy. Thì vì có những cái công dọn nhớ cho em nó là những cái bản mới nhất và đời thì các bác lưu ý là 2022. Đấy, bản này mua mới cũng nằm trong top ở những hàng cúp đắt. Đâu đó 17 18 triệu chưa đăng ký. Tổng Ali này đắt mà, tổng Ali này là cùng là cúp nhá, có những chiếc cúp tăm nhỏ ấy, ít tăm ấy hoặc những cái cúp chưa được đèn led ấy, thì nó lại đắt lại là cúp bằng đúc. Đấy. Thì nó lại rẻ. Thì bản này là đắt nhá. Ba nhìn cái màu đẹp đúng không, thiết kế này từ cái yên nhá, nhiều bác còn khoái khoái ở cái yên nhìn trông nó vát vát, nhìn nó gọn đó. Từ cái để chân nhá, các bác nhìn nhá, đấy, chi tiết cái để chân nó dày đúng không ạ, bình thường nó không được dày dặn dày của để chân này đấy. Đó, máy vẫn nổ suốt đấy ạ, máy vẫn nổ suốt, xe của 2022 các anh em nhá, biển 29AB26467, giá 11.800.000. Anh làm sao để nhận thông báo cái xe về? Cái con em đang máu là 1695, con đấy là biển Hà Nội. Con đấy là con Jim ấy, con 2695. Dạ. Dắt ra đây, 2695 dắt đi. Ok, em dắt luôn ra đây cho anh em luôn nhá. Máy nguyên. Rồi, được rồi, anh em đợi tí em đưa lên luôn. Đấy, phải nhiều khi là phải tác động kìa. Rồi, được phép. Được sự chỉ tác động nhẹ nhá. Rồi, một chiếc xe Dream đời 1999. Rồi, có Dream luôn anh em ơi. Thêm con Dream, Dream à? 2695. Đấy. Con này chưa giao dịch xong anh em ạ. Đấy, cái đội ngũ đi mua xe còn chưa hoàn thiện được cơ. Rồi. Cho lên đi em ơi. Cho lên con. Rồi. Con đang dưới này nhá. Đang dưới này anh em. Cãi nhau. Làm luôn chiếc led chế cơ này đi. Đấy, em rất thích lên chiếc led chế cơ này. Rẻ tiền anh em ạ. Máy zin, em vẫn nhớ chiếc này. Nó là giá rẻ. AB 2010 mình có nhá bạn nhá. Đây này, form dáng 2008, 2010 form dáng này nhưng bản chế cơ. Ôi. Nó căng, nó không bị cọc hay cọc lên mà nó lỏng lên mà nó vít lên đấy các bác ạ. Chắc là cái hay của những cái dòng led máy zin. Led 110 này, kể cả led FI. Đây chiếc này thì là chế cơ thôi. Đấy, nhược điểm thì nó là chế cơ. Nhưng mà hàng Honda thì thôi tiêu thụ nhiên liệu cũng bình thường. Anh em nghe máy nhé. Đấy là về máy, còn về hình này các bác nhìn này. Cũng là sơn còn luôn, đây là chấm này. Vẫn đang nổ máy. Ok anh Việt Linh. Êm nhỉ, êm quá luôn. Em vẫn còn này. Ấy, nó cái gioăng xanh này, đời 2008-09 mà thì đặc trưng phải sản xuất gioăng xanh rồi. Đấy, hàng các bác nhìn hiểu không ạ? Rồi anh em nhá, đời 2008 mọi người ạ, bản chế cơ. Đấy, Blade màu trắng, được cái màu này thì cũng không nhiều anh em thích được cái này, củ máy đẹp nhỉ. Đẹp mà, đổ rất đẹp và đều. Máy vẫn đang căng đấy ạ, sơn vẫn còn. Máy thì zin. Ấy, bác nghe máy sướng không? Cái sơn tem này nó vẫn còn sau bao năm tháng là giá trị đấy chứ. Giá tình yêu thương anh em ạ. Tầm này tình yêu thương thôi. Cho anh em nào gọi là thích một chiếc xe Ablet giá rẻ. Đấy, phải chính xác cái câu chuyện thì chiếc này nếu mà để marketing thì câu đầu tiên anh em ạ, nó là dưới 10 triệu, các bác có tin được không? Chính xác là để cho các bác có 8.8 triệu thôi. Bây giờ 8.8 triệu anh em mua Ablet, máy zin, sơn zin, biển Hà Nội. Đấy, ngắn gọn như thế để anh em có thể dễ hình dung ra với cái chiếc led này. Thế tại sao này em mới bảo là đưa xuống để phục vụ anh em từ cái yên này. Đấy, vẫn còn này, đúng không ạ? Nó bẩn thôi nhưng nó vẫn còn. Cái tem này nguyên bản nó xuống màu một tí nhưng nó là tem zin luôn. Có tay sách anh em nhá, tay sách bên em có đi bán tỉa. Lốp trước lốp sau chủ dày dặn về mình không phải làm gì thêm. Đây các bác nhìn. Và cái máy nó nguyên nên nghe tiếng nó thích lắm. Máy zip lắm. Dễ đi luôn, dễ sử dụng. Hàng Honda đúng không ạ? Giờ giá thành các bác có 8.8 triệu. Biển Hà Nội. Dòng này thì không có hồ sơ anh em nhá. Đời 2008 cuối 2009-10 bắt đầu có nhưng nó chỉ là hồ sơ tự quản. Hồ sơ tự quản thì không có giá trị gì trên tính pháp lý để giữ hồ sơ cả đâu các bác nhá. 99 đang bảo là 8.5 triệu chốt. Còn có 300 nữa mà anh ơi. Bỏ qua một chiếc như thế này hơi đáng tiếc. Cố lên anh em, 300 nghìn nữa cố lên. Chủ này làm cả cái để lượn giữa này hay là những cái để chân này. Ok đúng không? Anh Đức. Oppo chống gì này. Tuyền cho em. Đấy, lên đằng đôi nẹp mà mạ đi đốc này đầu tư này. Đấy, họ đầu tư cho mình rồi. Thì mình cứ thế hưởng thôi. 95 đúng không? Quá này vẫn còn khóa zin. Biển gì à? Đây biển đây, quay luôn cái biển số xe. Biển 30F đời 2008. Biển Hà Nội luôn ạ. AB 2010 mình còn vài có con. Có một chiếc màu đỏ và màu đen đều có tất nhưng hôm nay Đức không đưa xuống được. Tiếc con quá. Này 8.800.000 anh em nhá. Thôi nó cũng là hàng quá hàng hợp lý. Chế cơ. Rồi. Cái máy còn zin. Chính xác là máy zin nhá, các bác yên tâm rồi. Rồi hàng máy zin đầu bò đẹp này, ốc treo máy này các bác nhìn. Hơi AB 150 em có. Em nhìn rồi, các bác yên tâm nó ở bên trong rồi. Rồi anh Khánh Đăng 018.6 gặp được nhau rồi đấy anh ạ.
100.000 có thể anh em báo rồi. Anh em gọi điện trực tiếp số hotline bên em đi, 100.000 mình có thể gặp được nhau mà. Cả đôi lốp nhá, lốp trước lốp sau vẫn còn đấy các bác ạ. À, về có cần phải thay thế gì đâu, gương bên em lắp cho. Đây cái lốp này thì các bác đi 2-3 năm chả phải thay. Đấy, thụt thò em vừa kiểm tra rồi. Đấy, những cái mực sơn nhà máy này tuy nó không được đẹp nhưng mà đấy. À, có sơn qua cái càng rồi nhá, cái càng thì có tỉa những cái vành thì còn. Đấy, tỉa mất tí càng. Có trên bếp này à. Em cầm có trên bếp màu đỏ bên chị rồi. Vâng. Chị đang có chốt vừa... chốt rất nhiều anh em chốt liên hệ giúp em nhá. Hàng Amalet. Đấy. Nghe máy vít sướng lắm. Giá nó có 8.8 triệu anh em ạ. Bỏ qua làm gì những cái này dòng này. Hơn click vì Amalet nó có hai thụt. Nam đi cực kỳ hay luôn. Click thì lại là nữ. Đấy, các bác có thể cân đối giúp em. Anh chú lính trẻ đang hỏi là AB mộ 2010 FI giá sao? Giá thì cứ dao động tầm khoảng 13 triệu. Đến, đúng rồi, 17 triệu. 13-15 là vẫn có xe nhưng mà phải trên dưới 15 thì anh em lấy. Anh thiếu sinh quân, giấy tờ đầy đủ cho anh. Bên em thì là riêng an ninh và chuẩn chỉ rồi. Vâng. Giấy tờ cam kết anh em an ninh chuẩn chỉ bảo hành trọn đời cho anh em an ninh luôn mọi người nhá. Vâng. Thế còn là xe máy thì bên em cũng vẫn, bản thân máy móc bên em cũng vẫn là bảo hành luôn. Quay chi tiết em xem con Dream ok. Đây. 1695. Vẫn nhớ biển con này. Vì em có hay nói là nó lộn lại 1965 thì nó có người dùng nhưng mà thực ra các bác 1965 bây giờ cũng ít dùng xe rồi. Rồi đây các bác đến với một chiếc 1695 Dream Thái. Đầu máy 1994 các bác nhá. F là 95 rồi. Rồi sang 95 đăng ký sang 95. Hàng thôi nói đơn giản là nó dọn nó gọn giật rồi. Làm ngon lành vuông vắn hình thức như các bác xem. Quay chậm nha, cố gắng quay chậm để các bác cùng xem. Rồi cho các quan. Và đến đây quay chậm là quay chi tiết, quay chậm. Cúi xuống một tí, chịu qua cúi quay cái đậu bò. Đấy để đứng một lúc để các bác cùng xem thì sẽ dễ quan sát hơn. Rồi, anh em nhìn một chiếc Dream Thái anh em nhá, kiểm tra xem đầu máy bao nhiêu em ơi. 04 à, 1995 ạ. Ừ, 1995 cho em. Được cái da máy vẫn còn nguyên zin này. Đấy tem mác, hiện tại là xe đã được đánh xi ngon lành rồi anh em nhá. Cái càng này thì anh em có bán tỉa. Đấy, hộp xích thì vẫn còn. Tâm nan. Đâu rồi? Biển 29F519695. Đây quay nốt bên này. Xe này thì chắc cũng vừa tiền thôi anh em ạ, chứ không phải là nhiều tiền đâu. Con này máy máy chạm rồi anh em ơi. Đây, em còn quay cái hộp cái hụt này. Bồn 2543 nhá anh em nhá. Em mác này, da máy. Được cái da máy còn đều đều. Rồi quay tiếp cái đầu bò cho cô. Đấy. Cũng là hàng vừa báo giá luôn cho em, cho chị em ơi. Vâng, đây các bác nào quan tâm cực kỳ hợp lý luôn. Ừ. Đấy, quan trọng là giá cơ ạ. 18.500 vẫn nhắc rồi. Từ hôm bữa trước rồi. Có 18.500 thôi các anh ơi. Ừ. Cả dọn dẹp xong xuôi ngon lành hết. Vâng, hàng lại sẵn rồi. Các bác đam mê Dream Thái thì đây, lười lười một chút ấy. Muốn đấy. Những cái nó có những cái anh dọn em, sẵn ngon sẵn thì chọn xe. Có thể về một là mình tẩy rửa cho nó sạch sẽ mọi người nhá, bản thân đây. Vâng. Nó hơi rôm rôm theo thời gian. Bu 2543 này nghe tiếng nó vẫn rất là thút tha thút thít đúng không ạ? Căng đét gọn gàng, ngon. Đấy. Anh Niên trải nghiệm quả Jeep huyền thoại là gì đấy, nó vẫn ở một cái vị trí khác đối với những chiếc Way hoặc những chiếc Silas hay Jupiter đúng không ạ? Những anh em thanh niên Jeep Thái rất dễ sử dụng. Cái giá tiền nó hợp lý để cho anh em có thể tiếp cận một cách nó dễ, sau đó không dùng bán vì nó rẻ, nó thấp rồi, mai sau anh em bán nó cũng không bị lỗ nhiều. Cùng làm một cái Dream các bác chơi quả trên trăm, mai sau em sợ tiền trục là lỗ là bình thường. Đấy, nhưng Dream này nó lại rẻ hơn. Con Dream Thái 61.500 đã bán cho anh Phạm Văn Tuấn rồi. Cảm ơn anh Phạm Văn Tuấn rất là nhiều nhá. Không biết anh còn trên like không? Gửi lời cảm ơn anh rất đấy. Là nhiều đã. Cũng là phải là thật sự là chúc mừng anh đấy, tại vì những cái sản phẩm đấy là không có nhiều đâu anh ạ. Em nhìn này. Đấy, khách cọc này. Đặt cọc Dream. Đấy, biển số 61.500. Đấy. À vâng, anh Vi Hà Linh nhá. Anh đã cọc rồi nha mọi người nhá. Anh đã hiện tại đặt xe đấy đã được một khách anh Tuấn đã cọc rồi. Tại vì những cái dòng xe bên em ấy hầu như là livestream những cái dòng xe Dream cứng cáp đẹp là hầu như là các anh rất là yêu mến. Đấy. Rồi. Nhiều xe bên em anh em xe Dream 995 đăng ký 96 nhá. Anh Vi Hà Linh nói đúng. Xe nó ăn đầu. Vâng, thôi nó cũng là vừa rồi. Tiền anh em nhá, hàng vừa tiền. Nãy em tưởng con 61.500 nó là máy zin. Thế nhưng mà con này là máy chạm rồi. Xe cũng được spa qua sạch sẽ rồi. Con AB vừa quay như nào? Con AB đấy là máy còn zin. Sơn có 8.8 thôi anh ạ. Là còn nhũ là một số chỗ có càng và có tỉa thì thôi, cái đấy anh em cũng thông cảm. Quan trọng là cái máy nó còn nguyên và nó chất nó căng, có 8.8 anh nhá. Vâng. Cái giá tiền đấy thì anh đừng bỏ qua. Đó kia là 18.500.000 ạ.
Vâng. Đời 1996, 1995, 1996, 1996. Rồi rất là nhiều anh em đang comment ở đây. Đây, đọc một vài comment không trôi, các anh em sẽ có những cái thắc mắc đúng không? Sau nhắn tin mãi không thấy nói. Anh Nguyễn Đô, chị Dung nói khéo quá. Vâng, xe đấy anh Nguyễn Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc chắc anh hỏi đợt gì mà. Mỗi vâng. Mình anh khen em là nói khéo đấy. Em là... người xe người đẹp có bán xe, người đẹp có bán không? Chị Dung đi xe đạp rồi anh ạ. Duy Khoa xe B2 để 10 bao nhiêu nát có rồi nhá. Nát rồi, giờ là tình hình là nát rồi. Xe chị đi Vision, anh em có nhu cầu Vision thì liên hệ với chị Dung chuyên không. Vision. Không, con đấy thì không bao giờ bán. À không bán. Vì là con Vision lần trước ấy bán. Con Vision trước bán vậy vì là nó không hợp mệnh. Nó không phải là không hợp mệnh mà vàng. Nó làm màu thì không quan trọng nhưng rồi. Con này là đặc biệt, nó có một cái ưu là vừa là biển số nó vừa giống xe ô tô. Đấy, biển số xe ô tô, biển số xe máy giống y xì nhau, không khác một tí gì luôn. Rồi, cũng biển Hà Nội cũng số xe như vậy. Đặc kiếm biệt, được đặc biệt đấy. Đấy, không có con thứ hai chắc chắn rồi. Giống chắc chắn là không có con thứ hai rồi. AB 2010 bao nhiêu đấy? 2010 anh cứ quan tâm cho em là tầm khoảng 13 triệu đến 17 triệu anh nhá. Vâng, tùy từng chất lượng và biển từng tỉnh. Đây một chiếc bình dân thôi, phải nói thật sự là bình dân. Nhưng mà giai đoạn này lại có cái độ các bác hỏi nhiều. Nó là hàng cúp đèn vuông 82 của 50cc cho các cháu học sinh đi học. Bản này là bản liên doanh. Đấy, hàng liên doanh Việt Thái. Quay trắng à? Hiện tại quay trắng không tên còn. Tên thôi, liên doanh Trung Quốc hết các bạn. SH 2022 CBS có không cho giá gì? 2022 CBS em có mà anh, tầm khoảng hơn 60 triệu là có xe rồi. Đúng rồi ạ. Vâng, 50cc đây, 82 50cc. Bản hàng Việt Thái anh em nhá. AC 99 à 98 ạ. 98 AC 01262. 50cc dành cho các 8 bé triệu. Đi học. Giá các bác có thấy 8 triệu thôi. Nói chung là thay những chiếc xe đạp điện giải quyết phương tiện cho các cháu đi học mà không cần bằng hoặc các cô chạy chợ, một chiếc phương tiện đi lại đơn giản. Bình thì có thể báo các bạn kỹ thuật xử lý ngay được, không nó cũng để lâu không về thôi, không sao, bình khỏe. Các bác nghe bình ngồi ngon lành căng đét. Đấy. Hàng cúp thì em phải chia sẻ là nó là một trong những mẫu xe thông dụng phổ thông. Nó đơn giản như không có gì thì đơn giản hơn nữa nên là cũng chả lo để hỏng hóc đâu. Đấy, hàng nhông xích rồi má phanh rồi xăm lốp các bác chủ động vậy là ok, không cần quá cầu kỳ về những cái cảm biến hay là điện tử hay là phức tạp quá để nó gây ra hỏng hóc sửa chữa, nên cho các cháu đi học nó có những cái hay nhất định, tức là nó đơn giản đến mức độ dễ sử dụng, dễ sửa chữa nhất thì cho các cháu dùng. Đấy, giá thành thì có 8 triệu cũng là những cái phân khúc là các bác có thể hoàn toàn cân đối ở cái nhu cầu sử dụng kinh tế của mình cho các cháu đi học rồi. Rồi anh Phùng Cường đang hỏi là con đợt xem. Bớt không 18.500 chắc chỉ có gọi là. Vâng, Gia Lộc, hãy để cho bên cửa hàng em chủ động. Thật sự với những các giá này mong các bác hãy để cho em Gia Lộc ạ. Bên em có anh... chủ động Gia Lộc cho anh em một xíu lấy may thôi. Nguyễn Văn Huệ 82 đời gần chót. 82 này thì phải chót rồi anh ạ. Bình thường 82 em thấy những cái chín mấy 2000 như 82 này thì phải đăng ký tận 2017 rồi anh ạ, phải chót quá rồi. 82 liên doanh anh nhá, không phải hàng Honda đâu ạ. Rồi. Đầu bò 4 ốc dài. Rồi. Đầu bò 4 ốc dài là anh em hiểu là thế nào rồi. Bình thường người ta là 4 ốc ngắn, đời 1996 là bản tem nổi, rồi. Cốp nổi. Thế nhưng mà đây nó hẳn đầu dài thon lõn. Thế này gọi là đời không? Quá chót rồi chứ anh không phải đời chót anh ạ. Chót quá rồi, lên tận 2010 mấy rồi. Anh mặc đời trôi, có 82 nào ngon không tầm tiền 20. 82 Honda giai đoạn này bên em cũng đang hơi bị ngoạ ngoằn. Nên là nếu anh em nào có nhu cầu bán thì cũng liên hệ để em lên đây em giao lưu với các anh em nhé. Đấy, rất nhiều 81 và Dream cũng như SH những sản phẩm thông dụng quốc dân. Nhưng 82 ZX, đấy là những sản phẩm bên em cũng đang thật sự đang con Dream 1965 có thương lượng hay không để 18 chốt năm, 18 triệu 500. Hãy để em Gia Lộc, đấy anh em nhé, Gia Lộc thì thôi đấy, nó có những anh cái con. Dương Đức vâng. Tuyền. Chắc là em chỉ ra lọc một xíu để lấy may thôi anh ạ, em đổ cho anh mình con xăng. Con gym còn không này, anh nào có đang quan tâm thì liên hệ đi ạ, vì nhiều anh em hỏi gym lắm cơ. Với những cái gym Thái nó trông nó vuông thành sắc cạnh như thế mà giá nó cũng là bình sàn như thế thì các anh em ạ, cứ chơi, chán lại bán, giá còn lưu ở đấy, mai sau bán Hoàng Kiên trừ em chút, lại có con khác để anh chơi. Đấy là cái mà em khuyến khích các bác, quan trọng là có xe để các bác chơi. Chứ nhiều khi phải nhiều anh em hỏi đây em đành phải trả lời là không luôn, nên này cũng không có hạ sản phẩm luôn. Đúng rồi. Đấy, anh nhá. Rồi, một chiếc Winner V1. Ưu điểm là chất xuất sắc, đời 2018 ngon. Ừ. Nhược điểm là biển tỉnh, đuôi 53 và giá cũng gọi là xứng đáng với cái chất của nó. Đấy thì tôi gọi là anh em có nhu cầu, nhất là những anh em ở 36 thì liên hệ cân đối cho em. Những anh em Thanh Hóa quê mình đâu. Một sản phẩm sơn zin, máy zin này các bác nhìn này, những cái sơn tem này, những cái đầu sần này, đấy nó đẹp mà đẹp từ cái cùi tay nắm tay phanh, vành viếc lốp còn nguyên hết, máy miễn chê,
cái cần số để chân không thay thế gì, các cái ốc sao ốc lục còn hết để chân này, các bác nhìn này. Đấy, 2017 đăng ký 18 đúng tem đời luôn đấy. Đấy rồi anh em nhìn biển số nhá mọi người nhá, anh em đúng đất đất đúng biển đúng tỉnh quê mình có thể cân đối giúp em 36B629353, một chiếc Winner đời 2017 đăng ký 2018. Vâng. Đấy, máy zin sơn zin, máy này anh em nghe này. Trời ơi, cái máy này thì ngon, bây giờ giá tôi chia sẻ luôn. 17 triệu. Các bác mua quay thì bỏ qua quay đến với côn tay được không? 17 triệu thôi. Đấy, giá này các bác chơi quay được thôi. Đây các phím này, con cứ nghiêng hẳn như này nhìn cho thoải mái. Đây con nhìn. Rồi, anh Trung Ninh lấy xong xe gì đấy? Các bạn nhân viên online. Đồ này. Được, con nhìn. Inbox trực tiếp cho anh mà gọi trực tiếp nhá. Nguyên hết để cho các bác chơi. Giá 17 triệu. Trên đường mua quay bảo đi xe côn mấy năm cho trải nghiệm. Đến với Hoàng Kiên luôn. Quất luôn em này cho em. Đấy. Là một con xe côn tay 6 số, trải nghiệm vài năm đã xong rồi mình quay về quay hay quay về xe ga sau. Kinh nghiệm em bán hàng nhiều năm là thường là các bác chơi xe côn nên có 1-2 năm chơi nhất định. Đấy, sau đó có thể đổi vì nhu cầu vợ con hoặc các cháu thì phải có một cái xe tay ga hoặc xe quay. Nhưng phải trải nghiệm anh em ạ. Nhiều khi đến lúc gọi là trẻ không chơi đến lúc lớn tuổi một chút lại khó chơi. Rồi anh Nguyễn Hải, 16 triệu ok không anh? Xe gì ạ? 16 triệu xe này, 17 triệu. 17 triệu anh ơi, nhớ cho em là xe sơn zin máy zin nhá. Dạo này anh em hay mặc cả em thế. Đấy, em chỉ có ra lộc một xíu thôi. Đã là livestream là em không ra không bán bớt nha anh em nhá. Em báo luôn là em không bán bớt để tại vì là nói thật ra là mỗi một ngày là bọn em 2k là live cũng dự trường kỳ đấy ạ. Đúng rồi. Là cũng là giá là phải cân đối tốt nhất có thể để cho anh em tiếp cận. Nên là tất cả anh chị em nào đang có nhu cầu hoặc đang tìm mua mọi người có thể cân đối giúp em. Em không bớt đến tiền triệu đâu ạ. Đấy, anh em cố gắng hoan hỉ giúp em trong ngày mùng 1 ngày nay nha mọi người nha, 17 triệu đồng. Có ra lộc để cho anh em lấy may thôi chứ để bớt cả triệu là bên em không bớt cả triệu đâu. Vâng, 17 triệu anh em nhá. Vâng, anh Trần Đường, con ở Diêm Thái biển 26441 không còn anh ạ. Khách chắc là lấy con đấy rồi anh ạ, vì vâng, em thấy con đấy bán rồi anh ạ. Nó biển tỉnh nhưng lại rất nhiều anh em tỉnh đang xem live đấy. Khi mua nhiều khi bọn em cũng không tính được ra. Đó là biển tỉnh cứ đè thấp hơn biển Hà Nội nhưng mà nhiều khi các bác xem live lại ở tỉnh thì cái đấy rất là thích biển tỉnh hơn. Đấy nên là bán trên đấy là rẻ so với chất lượng xem. Còn so với biển thì nó đúng không ạ? Em có rút hồ sơ hộ anh em chứ em không mất anh em phải mất phí ship nhá mọi người nhá. anh Hoàng Ngọc. Rồi thì bạn em bảo chị Dung bận sau mặc nó xù xì một tí. Chị cọc anh em bảo con Dream 191695 làm sao? Tại vì anh em bên TikTok mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em. Mọi người vào video trên này, mọi người bấm mọi người vào lấy số giúp em. Đấy. Đây là bình thường là anh em đây đúng không ạ? Mọi người có thể ao ra mọi người vào đây để lấy số xe máy Hoàng Kiên. Đấy trên này có số hotline luôn, trên TikTok nào cũng có số hotline luôn mọi người nhá. Đấy, mọi người gọi điện trực tiếp cho em hoặc vào Belo, Zalo, Zalo gì đấy. Thì anh em liên hệ trực tiếp với các bạn đi xem kênh em lên The Gym. Em vừa lên liên tục các anh ơi. Vâng, The Gym mấy chiếc rồi thì anh em có thể chút xem lại nhá. Anh Nguyễn Xuân Hải ship về Thanh Hóa có chứ ạ? Sáng nay em vừa ship một chiếc Gym biển 5670 em quên mất cái đầu rồi. Về Bỉm Sơn Thanh Hóa thì phải. Đấy, vừa rồi. Mới ship xong đây anh ạ. Rồi, đây rất nhiều các anh em vẫn đang theo dõi và ủng hộ liên tục. Rồi, Gym thì em vừa lên rồi. Bây giờ em lên cho anh em một chiếc Liberty nhập. Liberty. Đấy, tên em nó là Liberty nhập. Hàng đẹp đẽ, ngon lành, xong xuôi hết. Xe thời trang. Giá mới thì 95 triệu, đăng ký Hà Nội trên 1 lít. Đấy là câu chuyện của những 2010. Rồi. Đấy, bây giờ các bác ạ, về tay Hoàng Kiên xong lên tay đến cho anh em giá gọi là giao lưu thôi. Nhập khẩu anh em nhá. 30P. Sao đi kiểu gì ấy. 30P7. Rồi. 4144, một chiếc xe Liberty. Màu trắng, xe sạch sẽ ngon lành, cành đào hết rồi. Cảm 10 triệu. Cảm ơn anh Lê Minh Trung nhá. Bỏ cảm qua những cái trăm mấy nhiều. Bao nhiêu thì anh em mới có 10 triệu thôi. Mà dọn đẹp xong xuôi. Sơn tùm bọc yên, tay sách mới ngon lành hết. Các bác lấy giờ chỉ đổ xăng và lăn bánh. Có 10 triệu. Đấy. Ưu điểm của Liberty đó là dáng cao, xe nhập thì nó bốc, thì nó hơi tốn xăng, đúng. Đang chấp nhận những cái gì anh em mình phải trao đổi với nhau trên tinh thần là thực tế để anh em có thể tiện. Đồ thay thì nó sẽ đắt một chút, nhưng mà những chiếc bên em đã dọn dẹp bảo dưỡng cũng như là đầy đủ full phụ kiện rồi thì anh em cũng không quá lo về cái đồ phụ kiện nữa, đúng không ạ? Đồ đạc nữa. 10 triệu cho chiếc Liberty biển là 41443070V7 2011 rồi.
Thế anh Bolero có nha anh nhá, em có mua bán đổi cáp bình thường ạ. Anh em có thể qua bên em. Bên em có thu mua tất cả các xe thì em mới bán được cho khách, người ta nói rồi. Mua của người chán bán cho người thèm. Chín củ để anh lấy. Liberty, anh Quang Anh. Rồi bán 10 triệu đúng không? 10 triệu anh ạ, chắc em chỉ ra lộc thôi các bác. 8 củ được không xong để ai? Củ anh em hôm nay hình như là mặc cả theo phong trào rồi, chứ rồi anh em giờ này đang mặc cả theo phong trào rồi. Hãy cố gắng để giá like anh em nhá. Gia Lộc là để bên em chủ động. Đấy, mong các anh em hãy những cân đối, cũng tin tưởng những các cái giá like của bên em. Vì những cái giá bên em cũng đã hết sức là cân đo đong đếm, gọi là cân lên hạ xuống chán rồi mới đưa ra được một chiếc xe để đưa ra bán cho anh em nhá. Cái giá rồi. Đây. AB 2014 bản đầu to. Có. Bản 125. À, bản gì nhỉ? Vâng, đèn xi lông đúng đấy ạ. Máy 125. Ừ, 125. Quay lại 82 liên doanh thôi anh ạ. Vâng, không biết là anh em đọc 82 xịn hay không anh em. Bản đèn bi. Đây, đời này đời đầu to nhá. 211 hàng máy zin, sơn có tỉa, những cái đồ anh em có vào. Đấy, sơn có dọn, hình thức được đầu tư đẹp. Nhưng mà máy thì còn zin. Để trao đổi anh em dễ nắm bắt. Ưu điểm là hàng Honda. Rồi. Tiết kiệm xăng, giá rẻ. Biển 29G1 12953. Thôi nó cũng là hàng vừa tiền mọi người ạ. Giá thì cũng cân đối giá là hợp tình hợp lý cho anh em thôi. Chứ còn nó được cái máy chất lượng. Nổ máy luôn. Rồi cũng vài hôm rồi, hướng cái biển 53 hôm nay em mạnh dạn xuống đi. 12 triệu thôi. Đấy các bác ạ, biển Hà Nội mà có 12 triệu. Đấy, máy zin hình dọn đẹp rồi. Nó cạnh tranh với những chiếc biển tỉnh rồi các anh ạ. Giá không rẻ hơn được nhiều 12 triệu anh em ạ. Vâng. 12 triệu các anh nhá. Vâng, 12 triệu đồng là những chiếc xe Ablet 2011. AB 2011 bản form dáng đầu to. AB Thái em không còn rồi anh Nguyễn Minh Tuyển ạ. Biển số thì 29G1 12953. Vâng. Mất cái biển số thì nó hơi xấu một xíu. Nhưng cho em xe Alpha 202 em không còn ạ. Vâng, Việt đời đầu cũng đang hết anh ạ. Anh em không quan trọng biển số thì mọi người cân đối cho em con này. Dạ vâng. Được cái là biển Hà Nội. Đấy, giá thì có 12 triệu đồng thôi, máy thì còn chất lượng nha anh em nhé. Anh Quang Minh MC. Vâng, đến giờ rồi anh ạ, em cũng đang chuẩn bị đây. Lượng xe Đức phục vụ ra cũng vừa đủ rồi. Vâng. Chắc là cũng sẽ hẹn anh em vào buổi live chiều. Những câu anh em hỏi, những nhu cầu anh em cần mà em và chị Dung chưa đọc hay chưa thông báo được lên live. Thì mong anh em thông cảm, đội ngũ online sẽ cập nhật, sau đó chị em sẽ biết và sẽ sắp xếp vào những buổi live sau để lên để phục vụ anh em cho đầy đủ hơn ạ. Vâng. Rồi. Đấy, rất là nhiều anh em đang comment, em đọc nốt comment dạ, anh vâng. Xin phép xuống live mọi người nhá. Đúng rồi, anh Võ Trọng Long, biển hơi xấu thật mà. 9 triệu thôi bạn, chốt tranh với biển tỉnh rồi còn gì anh. Tỉnh 11 bây giờ triệu, máy zin em cũng phải bán 12 đúng không ạ? Vâng. Vâng. 10 triệu nước, rất là nhiều anh em hỏi từ bán giả giá từ 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu. Nhưng mà hiện tại em đang bán ra với giá là 12 triệu đồng nha anh em nhé. Vâng. Đấy, ngày hôm nay thì có chỉ Gia Lộc một xíu lấy may cho anh em thôi. Dạ. Vâng, anh em nào mà có chốt thì mọi người có thể vào trực tiếp số hotline bên em. Hoặc anh em nào đang bên TikTok, mọi người muốn xem lại live, mọi người có thể vào xem máy Hoàng Kim 52 Chùa Hà giúp em. Hoặc anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội giúp em ạ. Đấy, tất cả những dòng xe hiện tại đang có mặt tại Hoàng Kim thì rất là nhiều những dòng xe. Để đảm bảo về an ninh, pháp lý, chất lượng thì anh em cứ yên tâm hãy đến với Hoàng Kim. Những dịch vụ cực kỳ là tuyệt vời cho anh em. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Chúc mọi người một tháng mới an lành mọi người nhé. Bye bye mọi người. Xin chào mọi người ạ.